Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ với các bạn làm món muối tiêu nha. Muối tiêu điều vị ăn với cái gì cũng được, ăn hải chấm hải sản cũng được mà chấm đồ chay cũng được nha. Mà độc quyền nhất các bạn biết là gì không? Là khi mình rang muối tiêu này nè, điều vị này nè, mình ăn cơm trắng á, mình bới một chén cơm rồi mình rắc muối tiêu này lên ăn rất là ngon luôn nha. Bây giờ mình ở đây là có gần 300 gram tiêu, như 300 gram tiêu đó các bạn. Ở đây là có 4 lá chanh, mình làm lá chanh mình làm ít thôi, nếu các bạn làm lá chanh nhiều á nó thơm nhưng mà nó sẽ bị đắng nha. Ở đây là có 1 kg muối, 1 kg muối này muối hầm, muối hột người ta hầm ra rồi các bạn. Là 1 kg muối hầm. Mình chỉ làm đơn giản vậy. Nhưng mà mình làm hai loại muối tiêu nha, một loại muối tiêu không ớt và một loại muối tiêu có ớt. Đó, bây giờ trước tiên á thì mình sẽ đi rang rang tiêu trước. Bây giờ mình sẽ đi rang tiêu trước nha. Bây giờ mình bắt chảo mình rang, các bạn rang mà khi nào mà nghe thấy hột tiêu nó vàng đi một chút xíu mà nghe hột tiêu nó thơm là được nha. Nếu cả nhà ăn tiêu ít thì mình làm chừng phân nửa tiêu này, 1 kg muối chừng 100 g tiêu là cũng được nha cả nhà. Còn nhà mình làm ăn tiêu nhiều nó thơm nó ngon nên mình làm tiêu hơi nhiều, mà mình làm tới hai loại muối tiêu. Muối tiêu có ớt, muối tiêu không ớt nên mình làm tiêu hơi nhiều một chút xíu. Tiêu nhiều nó mới thơm, nó mới ngon. Còn tiêu ít chỉ thấy muối thôi chứ không có thấy tiêu. Mình rang bây giờ nó vàng lên rồi, các bạn thấy tiêu nó đổi màu khác rồi nè. Nó vàng lên. Bây giờ mình sẽ tắt lửa. Mình cho ra cái thau nha. Bây giờ mình cho cái thau ra rồi mình cho muối nha. Mình rang hết 1 kg muối này luôn. Muối này là muối hột người ta hầm mà các bạn, người ta hầm nó nhuyễn ra rồi nè. Nên mình làm một thứ muối thôi, mình không cần phải hai ba thứ muối iốt hoặc là muối này muối nọ. Để cho mình cho 4 lá chanh vào. Các bạn cứ cho lá chanh ít thôi, lá chanh nhiều quá khi mình ấy ra mình ăn nó sẽ bị đắng nha. Còn tiêu mình để nguội rồi mình mới xay, giờ mình xay nó sẽ bị hư máy. Bây giờ mình xào muối, muối cũng đã khô rồi, nó đã tơi ra từng hạt hết rồi các bạn. Nó khô nó tơi ra hết, còn nó còn ướt thì nó dính lại nha. Đó, nhưng mà mình phải, bây giờ nó tuy là nó khô rồi nhưng mà mình rang hơi vàng vàng một chút cái tô muối của mình nó mới thơm nó mới ngon nha. Cho cái muối mình nó hơi ngả màu vàng chút, ngà ngà. Cái muối mình nó mới ngon nó mới thơm. Có nhiều bạn hỏi cô Tư tại sao con làm muối tiêu mà bị khi ăn nó bị đắng, lý do là mình bỏ lá chanh nhiều quá. Lá chanh nhiều quá nó bị đắng. Nên mình thấy hôm nay mình mới chia sẻ chứ mình cũng chưa chia sẻ món này. Thấy nhiều bạn điện bình luận hỏi á. Rồi thành ra mình hôm nay mình mới chia sẻ luôn á các bạn. Các bạn thấy giờ muối nó rời rạc nó hết rồi. Nhưng mà mình để cho nó ngà vàng một chút muối mình nó mới thơm. Nó mới giòn cái muối. Mình làm xong rồi một lát mình để cho nguội rồi mình mới xay được, mình xay ra một lần nữa. Cái muối mình nó nhuyễn nó mất ngon. Rồi bây giờ như vậy là được rồi nè các bạn. Muối mình nó cũng ngả màu vàng à. Giờ mình tắt lửa để nguội mình xay nha. Giờ mình để cho nguội thiệt nguội mình mới xay được. Xay nóng vậy sẽ hư cối. Muối này người ta hầm mà các bạn, muối hột người ta hầm nên cái muối nó cũng hơi to hơn muối iốt. Muối iốt thì nó nhuyễn nhừ à. Nhưng mà mình làm muối này nó ngon hơn. Tiêu mình đã xay xong rồi cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xay muối nha.
muối mình cũng đã rang xong rồi, mình đã xay xong rồi nha các bạn nè. Mình xay xong rồi, bây giờ đây là mình sẽ tới phần bột ngọt nha. Bột ngọt này bột ngọt to nên mình phải xay lại nè các bạn. Mình phải xay lại nha. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng, 5 muỗng, mình bỏ 5 muỗng vào đây mình xay. Bây giờ bột ngọt mình cũng đã xay nhuyễn rồi các bạn, xay rất là nhuyễn luôn nha. 1 kg muối cái này mình làm 100g bột ngọt nha. Nếu các bạn nào ăn nhiều có thể bỏ thêm 150g. Mình làm thì các bạn đừng nghĩ là 1 kg muối là 100g bột ngọt là nó nhiều, nó không nhiều đâu nha. Nó cũng vừa, nó điều vị, nó còn hơi mặn một chút xíu đó các bạn. Nó không có như ra như mà bỏ nhiều một chút nữa, bỏ nhiều một chút nữa thì nó sẽ ngon hơn. Tại sao các bạn nó ừa cái quán này sao mà làm muối tiêu chanh lại ngon, mà cái quán kia làm ăn mặn quá? Lý do là người ta làm điều vị thì nó vừa ăn, còn người ta làm bỏ bột ngọt ít quá thì nó sẽ bị mặn. Là các bạn ăn, các bạn so sánh muối tiêu chanh ở đây, người ta ra người ta dắt miếng chanh vô sao ăn ngon quá, còn muối tiêu chanh này ăn vô mặn chát. Là lý do là người ta cho bột ngọt ít quá, nó sẽ không có ngon nha. Cái này mình đâu phải ngày nào mình cũng lấy ra mình ăn đâu, khi nào cần mình mới ăn thôi. Cái này là muối tiêu đa dụng nha các bạn. Các bạn ăn hải sản, ăn cái gì cũng được. Còn ở này ở nhà mình ăn chay nên mình làm vậy. Rồi nhiều khi mình làm rau răm á, rau răm hấp rồi mình ăn với muối tiêu chanh, hoặc là mình kho đậu hũ hay là kho gì mình cần một miếng muối tiêu này mình bỏ vô nó cũng thơm ngon đó. Hoặc là mình bới một chén cơm nóng lên rồi mình cho vào mình ăn cũng rất là ngon nha. Đó, cái này là mình làm muối chanh đa dụng đa năng luôn. Các chị các bạn ăn cái món gì cũng được, hải sản cũng được, ăn chay cũng được nha. Bây giờ bột ngọt mình đã xay xong rồi, mình sẽ bắt ngược cái chảo trở lên. Bây giờ mình bắt cái chảo lên rồi mình cho muối ngược trở vào nha. Muối hồi nãy mình xay á các bạn. Bây giờ mình kế tiếp mình cho tiêu vào nha các bạn, cả nhà. Nếu cả nhà ăn tiêu ít thì mình cho tiêu ít, chứ cậu này là mình muốn là làm muối tiêu, tiêu phải cay nó mới ngon. Nên mình cho nhiều. Các bạn có thể làm 1 kg muối cho 100g tiêu, hoặc là cho 150g tiêu cũng được nha. Còn ăn cay nữa thì 200g. Còn mình ăn cay nên mình cho hơi bị nhiều. Chứ làm muối tiêu mà thấy muối tiêu trắng xác thì nó không có ngon nữa cơ. 1 kg muối thì 100g bột ngọt nha. Bây giờ mình sẽ tắt lửa mình nhắc xuống. Bây giờ mình quậy cho nó nguội một chút xíu nữa rồi mình mới cho bột ngọt vào nha. Bây giờ mình bỏ nó nóng quá này, mình cho vô nó nóng quá nó sẽ ra nước nha các bạn. Đó, các bạn làm muối tiêu mà muối tiêu đen như vậy là mới ngon nè. Còn muối tiêu mà trắng quá, bỏ tiêu ít quá thì thấy muối không mà chứ không có thấy tiêu. Nó không có cay, nó không có ngon nha. Nhưng mà mình thì mình làm vậy. Còn nếu các bạn thích tiêu ít cay á, thì các bạn cứ làm theo cách của các bạn nha. Cái này là mình xin nhắc lại là 1 kg muối. 1 kg muối gần 3 lạng tiêu, 2 lạng 8 các bạn. 2 lạng 8 tiêu với 100g bột ngọt. Còn cả nhà ăn tiêu ít thì có thể là 1 kg muối và có thể là 100g tiêu.
Bây giờ mình sẽ xớt ra làm hai. Một cái là mình làm muối tiêu, một cái là muối tiêu ớt nha. Cái này mình bây giờ mình chia ra làm hai. Cái này mình sẽ làm muối tiêu ớt. Ớt này là ớt khô các bạn, mà cái muối tiêu này nó còn nóng là mình khỏi cần sấy lên bếp nữa nha. Mình trộn như vậy là nó vừa rồi, mình sấy lên bếp nữa là nó khét, nó không ngon. Ớt này ớt rất cay nên mình cho ớt cũng ít, mình không cho nhiều nha. Mình cho khoảng một muỗng canh ớt thôi. Ớt này cay lắm. Bây giờ mình sẽ cho bột ngọt chứ nha cả nhà. Giờ muối mình cũng đã nguội hết trơn rồi, giờ mình sẽ cho vào hũ nha các bạn. Đây mình chuẩn bị một đống hũ đây. Mình sẽ cho vào hũ. Rồi mình làm xong rồi mình cũng cho chồm sớm rồi các bạn. Chứ mình không có làm bán, tại vì mình không có sức khỏe đó. Mình đứng lâu có chân bị tê á. Có nhiều người hỏi mua mắm đậu, mua này mua kia lắm, nhưng mà mình không có bán được, tại vì chân mình tê. Mình chỉ làm là chỉ đơn giản là chia sẻ với cả nhà thôi. Ít ít thôi, rồi mình làm hơi bị nhiều thì mình muốn làm cho hàng xóm thì mình làm nhiều một chút vậy thôi, chứ còn mình làm nhiều nữa thì mình không có làm được. Với phần trong trong rẫy mình đi ra đi vô tốn hết 120.000 tiền xe rồi. Thành ra mình làm mà nói mình chia sẻ bán cho các bạn thì cũng cũng khó lắm. Có nhiều người kêu mình bán nhưng mà mình không có bán được. Bây giờ mình cứ cho vào hũ nè. Rồi mình cho hàng xóm. Cứ người hũ ăn lấy thảo. Các bạn cứ làm vậy nè, ăn không có hư đâu nha. Cứ để cho nguội, làm xong để cho nguội. Rồi mình cứ vô hũ nhỏ nhỏ như vậy, đừng có vô hũ lớn. Khi ăn mình lấy ra một hũ mình ăn, ăn hết rồi mình lấy ra nữa. Chứ các bạn là bỏ cái keo to đó. Cái keo to khi mà các bạn ăn, các bạn múc ra từng miếng, cái hơi gió nó vô đây, bột ngọt đó, thì nó sẽ yểu lại, nó sẽ ướt lại nha. Có bột ngọt á, hơi gió vô thì bột ngọt nó sẽ ướt lại, nó sẽ không ngon. Mình cứ vô vào cái hũ nhỏ nhỏ vậy nè. Mình ăn hết hũ này thì mình sẽ lấy hũ kia là mình ăn được cũng mấy tháng á nha cả nhà. Cái này 1 ký muối các bạn, gần 3 lạng tiêu, 2 lạng 8 tiêu các bạn. Mà làm được có 4 hũ, ở đây là 4 hũ muối ớt nha. Muối tiêu ớt 4 hũ. Còn này 5 hũ muối tiêu không. Muối tiêu thôi. Ngon lắm các bạn ơi, thơm lắm. Thơm mà vừa ăn lắm các bạn, bỏ tiêu nhiều nhiều ăn rất là ngon nha. Chứ các bạn bỏ muối nhiều mà bỏ tiêu ít thì ăn nó không có thơm tiêu nhiều đâu, nó không có ngon đâu nha. Đó là mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Đây bây giờ mình đã cho vô hũ hết rồi các bạn. Các bạn thấy ngon không? Bây giờ mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà làm món muối tiêu ăn ngon miệng nha. Các bạn ăn hải sản, ăn gì cũng được hết nha. Ăn chay, ăn mặn đều dùng được nha các bạn. Thôi giờ mình xin chào nha. Chúc cả nhà luôn luôn được bình an, giàu giàu sức khỏe. Các bạn nhớ là làm để hũ nhỏ nhỏ vậy mình ăn mình để được lâu nha. Cái hũ này không có nhiêu tiền, là chỉ có 2.000 đồng một cái hũ này thôi. Đó, các bạn cứ mua gì làm vậy, mình ăn một lần ăn rất là lâu luôn. Đó. Thôi giờ mình chào.